đây. Hai chở nhà nha. Chở nhà. Thì bữa giờ quên cái nhà, nay cô Hiếu nó qua nó nói em mới nhớ cái nhà. Còn cái vụ cái tivi chưa xong nữa cái nhà ơi. Bữa mới làm hư cái tivi, cái mẹ Hương chạy về cái bữa giờ quên cái nhà. Bữa giờ lu bu quá quên. Bữa giờ Tết chuẩn bị Tết cái quên luôn cái nhà. Đó nhờ cô Hiếu nhắc Hải Ca thì Hải Ca sẽ cho bà Hương lên dĩa một cái nữa nha cả nhà. Điểu thì cái mẹ mẹ. Chị ba ơi. Làm gì vậy? Trời ơi, trời. Ngồi chú hai em nói nghe nè. Nhờ chị ba cái này coi, ngồi bên đó. Bây giờ chị ba nhớ cái vụ cái tivi với bữa không? Bây giờ sao? Làm gì mà hử? Mẹ! Chú nợ mà lá ông chưa bà? Gì làm gì nghiêm 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 nhé? Bà chú nợ ai bà chú? Bữa nay chủ nhật mấy bà nó nhà là la ông chùm à. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Mẹ sáng nhỏ cháu ra nhà. Lên đây ngồi coi làm cái gì chút cũng có. Mẹ nói bà hổng đi sửa tivi. Mẹ đập ly tivi của chị ba. Bể mà nay cái tuần rồi nay nó được nghỉ là tao không dám. Thì tự nhiên mất thì đập tivi người ta. Đi sửa mà thằng Nguyễn nhỏ kia kìa. Rồi mày đập làm gì? 2.500.000 đứa cho 1.000.000 đền coi. Lên ba đây ngồi đi rồi mày mất mất. Nó qua tới sao? Qua tới mày chạy kịp không rồi mày lo. Nay chủ nhật á. Chủ nhật. Nó quên rồi chắc lâu quá nó quên. Bởi vậy á, thường thường là chủ nhật mẹ hay đi chơi lắm, hôm nay mẹ nhà. Tivi nhiêu? 2.500.000. Thì đòi anh ta đi. Đền nay cho 1.000.000 yến cho 1.000.000 ơi. Ừ, gần Tết. Gần Tết thì bớt báo mẹ ơi. Vậy cũng đói đó. Để bạn ngồi cái gì? Nó qua cho tao chạy kìa. Con Quang kêu chị ba qua à? Tiền 1.000.000 mà bà làm như mấy trăm ngàn á trời. Thì bà ấy mới xin. Mày lên đây mày ngồi coi mày nấp rồi vậy. Nó qua rồi tao chạy kịp. Rồi ngồi đây mà chạy kịp hả? Ai kêu lật mày sợ, chán mày. Hay ca ác kìa, nó báo đi bắt nó lên. Thôi giời, gán trả cho người ta đi chứ sao vậy. Đó, toàn cái vòng cẩm thạch cho Tháo bán trả đi. Ngày ai mua ông nội. Đi theo hoài, dẫn nó kìa. Ai mua? Ai biết ai mày mua đó. Nửa lớn quá nó qua bây giờ. Thì đợi chúng ta trước sao mà cũng đợi được vậy rồi. Mẹ ơi, xíu gì đợi. Sầm hồ màu quá. Nè, không trả canh. Canh 30 tức coi bắt đầu quê cả nhà luôn nè. Cho 1.000.000 đi. Tiền nó cho 1.000.000 mẹ. Tiền báo mặt ông, tiền báo mẹ. Cho mẹ 1.000.000 mà mẹ có đủ 1.500.000 để trả người ta. Báo cho. Mặt ông ế bây giờ bơm hàng muốn chết kìa. Chó kia nó tốn sáng rồi rồi, chó hay ca. Gì vậy? Không có nhiêu. Rồi hết chết đi, rớt chó ơi. Rồi rồi, tới công chuyện này. Đâu đó, đâu á. Ông ơi ông. Sao quá, ba kêu mẹ kìa. Ba kêu kìa, chạy đâu vậy? Chết luôn. Làm gì? Chết luôn. Thôi đi xúc ra tao đi. Hoài, chết ca mẹ ơi. Chết luôn. Đừng có la sầm. Chết ca. Mẹ đi. Ôi bá. Thấy. Chết ca. Chết ca con Hải. Chết mẹ nó còn hơn nợ đi xíu. Trời ơi. Đúng không? Mẹ con mày kiếm ai? Kiếm út cho kiếm ai? Kiếm làm gì kiếm hoài trời. Kiếm bả làm gì? Hậu quả hả? Nói gì? Mẹ, nay cái tuần lễ hả? Đúng rồi. Hậu quả là ảnh ra TV đi sửa nè. Hiếu, giờ Hiếu. Trời ơi, Hiếu ơi, Hiếu. Nè. Trời ơi. Sao đập rác bét vậy? Thì mẹ bữa hôm mẹ đập đó. Lãnh chở TV đi sửa mà giờ sửa đâu không thấy giờ TV giờ vậy nè. Sửa, bà sửa sao mất cái gột luôn. Về đây em ôm cái màn hình qua cho. Em mới tính. Màn hình này mới nhiêu anh vậy? Không biết đâu mà quê thì hay mua chứ có biết nhiêu anh đâu. Rồi Hải Ca đâu vậy? Nó mất mẹ nó rồi, nay có thấy mặt mũi gì nó đâu. Mẹ em đi về quê rồi. Về quê đi cái tuần lễ rồi. Đâu rồi? Đâu rồi cái tuần? Thú hồn. Tuần nữa bây giờ. Là ai mới nó không sáng giờ sáng đây nè. Mẹ em nói dặn đi gặp dì ba nói bả về quê rồi. Mẹ em nói dặn đi gặp dì ba nói bả về quê rồi. Giờ nó còn quá đâu. Bây giờ nó về quê rồi, vậy biết chút nào rồi á. Có 2.500.000 hả? Ừ. Về đi quá. Về đi qua Tết trả. Qua Tết trả lấy gì coi. Ừ hả. Coi gì lỗi lỗi đi. Giờ mẹ lỡ làm bể của chuyện vậy thôi, xí xó bỏ qua đi. Rồi coi hội đỡ đi. Xí xó là bỏ qua đi. Giống bánh tráng vậy trời. Ủa tao qua đây tao có làm gì đâu mà tự nhiên mày nói mày về quê. Để sách qua đây trả thôi. Trả ai? Hải Ca kêu đem qua. Hải Ca kêu đem qua. Chi
Kha. Ê Kha. Kha gì nữa, đưa chị hay gì? Vậy mày với nó là hợp đồng với nhau hả? Đồng bọn. Cái tivi. Trời ơi. Là làm trời. Gì? Là sao con vẫn chưa hiểu? Tivi của thằng Hải đưa chị ba đạp. Tivi hôm trước rồi. Kha con ghi có Hải Kha. Kinh quá trả thôi chứ ai làm gì đâu. Kiểu đó. Giờ ơi, nó ghẹo quả hơn nữa nè. Làm sao? Ôi vậy cái gì vậy? Lá không? Là Hải Kha cho sao không? Thì nó cầm tivi này qua. Nó không luôn mà thằng là dao với cổ không mà chết cái gì mà tự nhiên luôn đó. Chết mấy cái không hết mẹ ơi, đi ra đi. Chú quá rồi, chú quá. Ơi. Tự nhiên là chịu đâu mẹ. Cô vô đâu? Tàn là giống không vậy? Thì ra lông cá không à. Bạn chỗ nào vô nó không? Hết rồi. Bảo đi cá qua mày đòi tiền tao đi sẵn nó xúc nó lâu luôn. Trời ơi. Đòi đâu mà đòi kinh quá trả thôi. Cái đòi gì? Nó thơm lên nó nặng tới đẻ. Ơi cái lùn cá. Mẹ không một. Cái lùn vậy sao bắt chung lọt hay vậy ta? Tưởng cái lùn thơm nó mà cái lùn nó quắt ở trên mặt trời nó chiếu hai tao không nóng cái đầu hồi nãy. Mấy không? Mấy không? Mát lắm, lỗi mày. Vô tắm mẹ ơi. Trời ơi, nó cho nó còn lại nó cho tao không? Chết rồi hai ơi, mấy con cá nó nổi nữa hết trơn rồi. Nổi vô đâu nổi nè. Chuyện chỗ là chui không chui đi chui vô lưu. À, vô này bà có đá không nhỉ? Đá không nổi đi chứ đá. Cá nổi lên hết rồi. Ui, báo. Nó xuống quắc à. Mẹ thì mày nói lớn đi, tao khỏi chui vô mình đứng ở ngoài mình rút coi mình kêu Hải Kha đi. Ủa kêu Út ơi thôi chứ có kêu bà trốn đâu. Bắt gì mày không kêu Hải Kha đi mà kêu Út ơi. Con kêu Út ơi, đặng kêu bắt gì Hải Kha mày không kêu mà kêu Út ơi kêu hoài. Để cho nhỏ nói cho mà hãy hãy hoài vậy. Đã kêu Út ơi đặng là hả Hải Kha nó cho thôi. Cho ngay cái tầng người ta không dám hé ra đường á, tao núp nha. Núp gì? Ta đi làm cái tầng lễ mới nghĩ kỹ. Đó. Thì bữa chủ nhật bữa nay bả lâu dám đi ra khỏi nhà đâu. Lông lá gì không nè. Làm chuyện ác. Kêu Út ơi cái tự nhiên chắc tưởng vô là sướng lắm mà. Là có tật giật mình hay gì mà tự nhiên nó đi trốn. Mày kêu Hải Ca mày kêu mẹ đi mày kêu Út ơi, tao nghe tiếng Út ơi tao ấn cái ốc luôn rồi. Kêu đặng nói là Hải Ca nó cho anh bà thôi. Cha gì không kêu đâu, kêu ngay trên Hương không mà. Kêu Út ơi mà. Nó phải kêu Út ơi đó. Ở đây cũng Út vậy. Này kêu cho cậu Út rồi khác, còn này Út ơi ai biết Út nào. Trời ơi phân biệt luôn. Ơi nay dữ dằn luôn. Giờ tao nổi ốc rồi tao lạnh rồi nè. Tao chúng nợ vậy luôn. Ai mượn chui lưu. Vô lưu vừa lạnh vừa nóng chứ bộ mày tưởng thương lắm mà. Đúng rồi, không có đền á, không có đền nữa. Không ai đền đó bà ơi. Đền thì thôi tao đi tắm. Mẹ kêu Hải ơi, Hải đi mà bóc kêu Hải rồi kêu Út nữa. Chúng nợ mà ông dữ. Dám đi. Tự nhiên á qua nó thử đây. Mà tự nhiên ông đã kêu Hải ơi, Hải nó kêu Út ơi là thôi báo là Hải Ca nó cho nó Út thôi. Kêu từ xa mà nó giận thúi quá mẹ ơi, tắm đi chứ mình. Ơi, con qua con trả cái tivi vậy rồi cho bán chai chai nè, Hải Ca bữa đó đưa con nè chứ có gì đâu. Cảm ơn mày. Chốt. Cảm ơn mày. Tắm đi nhiều chuyện quá bà ơi. Ủa, chết. Ơi, tắm đi con, cứ nghiếu đi về. Đi về con thôi không à. Mai mốt mày đặt tên lại. Mốt đặt tên gì rồi đã mốt mày kêu Hải Ca hay Sương Máu gì mày kêu ai nhà này mày kêu ai kêu mày cử cái tên nút. Đã đi kiếm bà mà đi kêu mấy nó làm vậy. Chuyện quá, tắm đi. Còn với Hải Ca nữa. Mẹ nó báo mình không à? Sao nó có nhà đâu mày chửi không nghe không biết đậu mẹ. Chửi nó chung vô nó sướng lắm hả? Có đĩa cắn á. Nè không tắm mày chui vô nữa đi đó. Thôi. Đĩa chồng á. Nghĩ mẹ mày mày chung vô thử coi. Ở trên mặt đại rồi xuống. Thôi. Thì nó lạnh nổi đó. Thôi mày ơi. Quá tao này chửi ở nhà nghe không à. Cho xin nữa triệu cũng không cho nó. Thôi, thôi chịu gần như 50 ngàn vậy cho 50 ngàn sáng cũng có lý á. Thôi cái này đang bán chai. Trời chị cuối cùng đi chơi thôi tiếp. Báo. Với chị ba âm mưu qua thử cái nhà cả nhà cuối cùng cũng khai ra rồi. Mẹ Hương sợ chui vô cái lưu luôn, nãy chắc này Hải Ca trốn luôn chắc không dám về quá, về chắc quýnh chắc tét đít luôn á. Thôi ok cả nhà, bây giờ cũng 5-6 giờ chiều rồi, Hải Ca xin kết thúc video này đây nha. À cả nhà
Nếu như cả nhà thích cái màn cho này của em, cả nhà cho em xin một like rồi đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị nhà mình rất là nhiều. Còn bây giờ thì thôi, em vô em kiếm cái chỗ nào em trốn, chứ để mẹ quýnh nữa.